Ngày kia chúng ta dùng internet, chúng ta có thể bán ra nước ngoài, đúng không ạ? Rồi chúng ta kiếm được tiền đô, vân vân. Thì những cái đó thì chúng ta nói sơ qua một chút nhé. À, rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn, và chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chương trình ngày hôm nay dựa trên cái dàn nội dung concept, đó chính là tìm cách để đưa website lên top Google. Thì chúng ta biết rồi đó, có hai cách đưa website lên top Google. Thứ nhất là SEO, trong buổi tối hôm qua chúng ta đã học rồi. Còn buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ học về quảng cáo Google. Đó. Rồi, đối với SEO hay quảng cáo Google đều có chung một cái việc, đó là chúng ta phải có website. Nếu như không có website thì chúng ta không thể quảng cáo Google hay là SEO được. Do vậy là cái kiến thức cơ bản về website chúng ta phải nắm. Thì đầu tiên website là gì? Website thì tùy theo cái góc nhìn của mỗi người mà website có những cái định nghĩa riêng. Còn nếu mà có một cái định nghĩa chung thì website là một cái trang gì đó vân vân, nếu như theo cái đúng nghĩa thì thật ra là nó không đúng với tất cả mọi người được. Ở đây đứng dưới góc nhìn của một doanh nghiệp thì website là một cái trang thông tin của doanh nghiệp, nó giống như profile doanh nghiệp vậy đó, nhận chưa? Thứ hai là nếu như là một cái blog thì website là nơi mà cung cấp thông tin kiến thức cho mọi người, đúng không ạ? Và thông qua đó thì họ có thể kiếm tiền từ cái cách nào đó, ví dụ như treo quảng cáo hay là làm affiliate vân vân. Đứng dưới góc độ của bên báo chí thì website là một cái trang tin tức báo chí, ở đó cung cấp những thông tin mới nhất, hot nhất mà mọi người đang quan tâm. Thứ ba, đối với một người bán hàng như chúng ta đang bán hàng đúng không? Thì website là một cửa hàng có cái chức năng giới thiệu sản phẩm và cách để mà người đó mua sản phẩm, như là đặt hàng, thanh toán, vận chuyển vân vân. Đứng dưới góc độ khác nữa thì chúng ta biết là website là một nơi có thể giúp khách hàng giải quyết nỗi đau của họ, ví dụ như là chia sẻ cái điều gì đó hoặc là để review sản phẩm thôi, giúp khách hàng cách để chọn, cách chọn sản phẩm nhé. Nói này cho nó dễ hiểu hơn, đó là những web review, web blog, web top lead vân vân, và rất nhiều những website đặc thù. Có những website kiểu như là website chơi game. Đấy, website chơi game, web app, những cái đó thì chúng ta biết sơ qua một chút, có một số thể loại như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với việc là vì sao chúng ta phải sử dụng website. Dưới góc độ của một người bán hàng thì vì sao chúng ta phải sử dụng website ạ? Theo ở đây chúng ta có bao nhiêu người đã có website nhỉ? Ai đã có website rồi bấm cho năm số 1 đi ạ. Bấm cho năm số 1 để năm biết để nó dễ nói chuyện hơn ạ. Ai đã có website rồi bấm cho năm số 1 đi. Ở trên di động cũng gõ số 1 rất là dễ thôi. Là chỉ việc là bấm một cái hình bình luận đấy. Ok, như vậy là cũng website phân quyền được không? Được chứ. Nhá, phân quyền cho mọi người. Rồi ở đây là Nam thấy là có một số anh chị em có website, nhưng Nam nghĩ là nhiều anh chị em là chưa biết website là gì và chưa có website, đúng không? Bây giờ Nam hỏi các bạn nhé. Bây giờ các bạn đang có bán một sản phẩm nào đó nhưng mà bạn không có website thì sao? À, đây là nếu mà bán sản phẩm nhá. Nếu bán hàng mà không có website thì sao? Bây giờ Nam chưa nói về góc độ bán hàng. Nếu như bây giờ các bạn làm dịch vụ thì các bạn mà không có website thì sao? Nếu làm dịch vụ gì đó, làm dịch vụ không có website thì sao? Nếu như các bạn không có website, ví dụ như các bạn làm dịch vụ giặt là, bạn làm dịch vụ hút bể phốt, hay là bạn làm dịch vụ vệ sinh nhà, hay là bạn làm dịch vụ trông trẻ, hay làm dịch vụ vân vân. Nếu như bạn không có cái website để giới thiệu cái dịch vụ của bạn thì bạn giới thiệu ở đâu được? Không lẽ là bây giờ bạn đi rao vặt à? Hay là không lẽ là bây giờ bạn phải đi đăng đâu đó trên các mạng xã hội rồi cứ như vậy mỗi ngày hay sao, đúng không? Nhưng phải có một website giới thiệu cho những cái thông tin của doanh nghiệp chúng ta, thì thông qua đó là khách hàng sẽ biết đến là chúng ta có thể làm những cái gì cho họ, ví dụ như dịch vụ test thiết kế nội thất hay vân vân. Đấy là những cái dịch vụ mà chúng ta buộc phải có. Rồi chúng ta sẽ nói về một web bán hàng. Nếu bây giờ không có website thì chúng ta có thể bán hàng bằng Facebook, đúng không? Bạn Phạm Thị Yến nói là không ai biết tới. Bạn Văn Nhật nói là giới thiệu sản phẩm mình trên TikTok, Facebook. Ok, vậy thì nếu mà giới thiệu ở trên Facebook thì sao? Chúng ta sẽ đăng trên trang cá nhân, đăng trên trang fanpage để chúng ta bán sản phẩm, đúng không? Nhưng chúng ta hiểu rằng là nền tảng Facebook sinh ra không phải để bán hàng. Mặc dù Facebook đã cố gắng đưa ra những chức
đang bán hàng cho các chủ, các page, rồi nick cá nhân vân vân, để giúp cho trên Facebook có thể bán được hàng giống như là trên các mạng xã hội khác. Tuy nhiên là Facebook đã chưa bao giờ thành công. Facebook đã thất bại với rất nhiều ý tưởng liên quan đến việc là đã cho phép người dùng đăng sản phẩm, vì người ta không thích mua cái sản phẩm kiểu như vậy ở trên Facebook. Sau này thì có Zalo, rồi sau này thì có TikTok đã thành công. Thì nếu như bây giờ chúng ta bán hàng bằng Facebook thì chúng ta sẽ đăng những bài post, đúng không? Đăng bài post, đăng trang cá nhân, nhưng mà thực tế là đăng trang cá nhân không có tương tác. Ai đang bán hàng đi Facebook cá nhân thì sẽ hiểu rằng là thời gian trước đây ấy, Facebook đã giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc bán hàng mà không cần phải quảng cáo. Nhưng mà từ khi Facebook đã có những chính sách thay đổi thì gần như là nếu như mà ở trên đó chúng ta đăng mà có liên quan đến những cái chữ như là giá này, ở mua này hay bán này ở trên cái bài post của chúng ta, thì cái trang cái nội dung đó sẽ không có tương tác, vì là chẳng có ai biết đến cả đó. Còn nếu như mà ở trên trang cá nhân chúng ta đăng những hình ảnh có mặt của chúng ta đăng những cái thông tin tích cực vui vẻ, ảnh hình ảnh mới, thì chúng ta mới có được tương tác. Mà những cái bài như vậy thì chúng ta lại không kiếm được tiền, đúng không ạ? Lại không bán được hàng. Vậy thì có người lại bảo là thế thì tôi sẽ bán lên fanpage. Ok, bán lên fanpage có nghĩa là tạo một fanpage, sau đó là chạy quảng cáo, đúng không? Chắc chắn rồi, phải chạy quảng cáo. Nếu mà chạy quảng cáo Facebook thì sao? Quảng cáo các Facebook rất dễ bị khóa tài khoản nhé. Mà nếu mà bị khóa tài khoản thì chúng ta phải mua tài khoản, được chưa? Bởi vì thực tế là chúng ta khiếu nại với Facebook rất là khó, được chưa? Đấy là một thực tế mà Nam đang trải qua. Và chính vì vậy mà Nam thấy rằng là chơi với Facebook không ăn thua, cho nên là Nam chơi với Google. Để do vậy là Nam đã nghiên cứu rất là nhiều, rất kỹ về Google rồi. Ở Facebook nó như vậy, nó rất là không bền. Nếu như cái nick chúng ta bị hack thì có nghĩa là chúng ta cũng mất page, đúng không? Rồi là cái page chúng ta cũng bị mất này, page cũng không bền. Ngày hôm nay nó đang như vậy nhưng đùng cái là có thể vi phạm về chính sách gì đó, vân vân. Rồi là page rác, tức là cái những người mà đâu đó họ dùng những cái tool, họ cứ bắn vào đó những cái link rác rất là mệt để dọn rác, nên thành thử là chúng ta làm công không cho Facebook đó, mà cuối cùng là chúng ta vẫn phải trả tiền cho Facebook. Mà trả tiền cho Facebook thì chúng ta lại gặp những cái tình trạng như thế này, bị Facebook khóa tài khoản, rất là dễ bị như vậy. Rồi đó là bán hàng Facebook như vậy, đúng không? Ai đang bán hàng Facebook thì có cảm nhận được điều này không? Xác nhận cho Nam đi, nếu mà ai thấy đúng thì gõ cho Nam chữ đúng đi đó. Thì cho nên là Nam đã không có bán hàng Facebook nữa. Đấy. Và Nam chỉ sử dụng Facebook như là một cái nơi để Nam giao lưu với lại bạn bè của Nam, với đối tác của Nam, rồi để Nam trải nghiệm những cái cuộc sống cá nhân của mình thôi, chứ cũng không dùng Facebook để mà kinh doanh. Đấy. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể tận dụng, tất nhiên ở trên Facebook thì chúng ta đang có một công cụ khác, đó chính là nhóm Facebook nha. Nam vẫn thấy là nhóm Facebook vẫn còn hiệu quả và chúng ta không cần mất tiền nha. Nhóm Facebook thì Nam tạo ra các nhóm, Nam tạo ra các nhóm. Hiện nay thì Nam cũng có sở hữu ít nhất là 3 nhóm, với số lượng người trên 10.000. Cái nhóm cao nhất là 40.600 thành viên. Còn nhóm bình thường cũng phải ngang với lại 10.000 thành viên thật. Và thông qua các nhóm đó thì mọi người biết đến nick cá nhân của Nam, yêu mến Nam, rồi bắt đầu tìm hiểu xem là Nam làm cái gì, rồi cũng biết đến ở những cái trang công việc của Nam đó, như vậy. Đó là cái trên Facebook của Nam sẽ làm như vậy. Nếu các bạn không muốn mất tiền, nếu mà muốn không có website bán trên Facebook thì phải bán theo cách này. Bây giờ đối với Zalo thì sao? Zalo thì có những người thì bảo rằng là tôi có thể bán hàng Zalo, tôi không có website vẫn được. Nhưng mà nếu như mà Zalo thì sao? Thì chúng ta chỉ xuất hiện với bạn bè chúng ta thôi, đúng không? Thứ hai là chúng ta rất là bị giới hạn cái việc xuất hiện, đúng không? Chúng ta chỉ bán được những cái bạn này trên Zalo. Và nếu như quảng cáo Zalo thì có hiệu quả hay không? Quảng cáo Zalo, các bạn quảng cáo hiệu quả không ạ? Nam đã từng chạy quảng cáo và Nam thấy là cứ một lượt nhấp vào cái bài post của Nam cũng mất tiền tầm 3.000, 4.000, vân vân. Tuy nhiên là Nam thấy là cũng không ra khách. Và những cái khách mà người ta để cho Nam ấy, để Nam gọi điện ấy, thực tế là họ có quan tâm nhưng thành thử là họ không chuyển đổi vì một cái lý do nào đó mà Nam cũng không rõ. Nói thật là Nam thấy là mất tiền mà nó không ra khách, và Nam thấy là chất lượng khách ấy, nó kém quá.
nên là không dám nói xấu Zalo. Nhưng mà hiện tại là không hiểu vì sao quảng cáo Zalo không hiệu quả. Zalo là một công cụ mà chúng ta rất là tự hào, đây là sản phẩm của người Việt, đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với cái góc nhìn chúng ta quảng cáo thì chúng ta cứ thấy những cái gì mà hiệu quả chúng ta dùng thôi, những gì mà chưa hiệu quả thì chúng ta đợi đến ngày mà nó hiệu quả thì chúng ta sẽ làm, đúng không? Rồi, bây giờ nếu như mà có bạn ấy bảo là tôi không, nếu như thế thì tôi không bán hàng trên Facebook, Zalo nữa, tức là tôi vẫn có thể sử dụng để mà tôi chat với những khách hàng biết đến tôi thôi. Thì sau đó là chúng ta có thể sử dụng Zalo như là một cái kênh liên hệ giống như những gì mà chúng ta đang sử dụng ở đây này. Thì ai đó vào web của chúng ta, ví dụ như đây, ai đó vào web ở đây thì luôn luôn là có cái chữ Zalo ở đây, và chúng ta có thể liên hệ, khách hàng có thể liên hệ như này, và chúng ta sử dụng Zalo theo một cái cách, đó chính là làm một cái kênh liên hệ, kênh để nói chuyện, kênh giao tiếp với khách hàng khi mà khách hàng đã biết đến chúng ta ở trên website, đúng không ạ? Có bạn Túc bạn nói rằng là web và Zalo có hiệu quả, thực tế đúng là như vậy. Web là giúp mang lại khách hàng, còn Zalo là giúp cách để nói chuyện với khách hàng. Có phải ý bạn Túc là như vậy không? Còn nếu mà khách chưa biết gì đến web mà từ Zalo và nó ra được khách hay không thì Nam thấy là ngay cả khi quảng cáo cũng không hiệu quả. Có người thì bảo là thôi tôi không không có tập trung vào Zalo, Facebook để tôi kiếm khách hàng, nhưng mà tôi bán trên các sàn thì sao? Thì hiện nay nếu như bạn nào đang bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada, có anh chị em nào đang bán hàng trên Shopee, Tiki, Lazada không ạ? Gọi cho Nam chữ có đi ạ. Nếu mà chúng ta có bán hàng trên Tiki, Lazada thì gọi cho Nam chữ có và thử xác nhận cho Nam xem những cái điều Nam nói đây có đúng không nhé. Chúng ta thấy là bán hàng Shopee, Tiki, Lazada thì cạnh tranh rất là nhiều, chi phí cho sàn lại lớn, bán thì nó phải cạnh tranh nhiều thì lại dẫn đến là chúng ta phải bán giá thấp. Bán giá thấp thì chúng ta lãi rất là ít, và đôi khi là chúng ta chỉ lấy công làm lời thôi. Tiếp theo là chúng ta cần phải chi phí cho sàn, đến khi mà bán được rồi thì chúng ta còn phải chi phí cho sàn, rồi chúng ta bị om tiền, đúng không? Đôi khi là khách hàng mua hàng và người ta trả tiền cho Shopee, đúng không ạ? Trả tiền Shopee hoặc là trả tiền theo cho shipper đi chăng nữa, thì cuối cùng là tiền sẽ đưa về Shopee trước, rồi sau đó là Shopee mới hoàn lại cho chúng ta. Và cái quãng thời gian đó chúng ta cũng phải mất 10 15 ngày rồi lúc một rút tiền, thậm chí là chúng ta còn phải trả phí đấy. Còn quảng cáo Shopee thì sản phẩm mới được người ta biết đến. Ngoài ra là chúng ta còn phải có chiến lược, nếu bán Shopee chúng ta còn phải bán lỗ một thời gian để lấy tương tác, lấy số lượng bán, lấy review, rồi sau đó thì chúng ta mới bán hiệu quả. Mà giả sử như một sản phẩm nó có trend, chúng ta lại bán lỗ một thời gian, đến lúc mà chúng ta thấy là có được cái lượt tương tác rồi, rồi thì sản phẩm lại hết trend, người ta không mua nữa. Đấy, do vậy chúng ta phải đầu tư rất nhiều trong khi là như thế này. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ở Facebook hay là Zalo hay là các sàn thương mại điện tử thì đó đều là nơi khác cả, và chúng ta không nên xây cứ ngôi nhà của mình trên cái đất của người khác. Và cái điều đó nếu như giả sử chúng ta xây thành công một gian hàng trên Shopee, Tiki, Lazada thì sao? Có người thì bảo là ông nói như thế nào chứ, trên Shopee, Tiki, Lazada tôi vẫn bán hàng ngon lành mà. Ok, nhưng mà tôi hỏi bạn là bạn sẽ ngon lành như vậy được bao lâu nữa? Bạn có chắc là bạn sẽ ngon lành được như vậy mãi hay không? Thực sự là họ sẽ không thể trả lời được, vì đơn giản là cái mà nơi họ đang nương tựa là một nơi ngoài cái tầm kiểm soát của họ. Giả sử như là chính sách của các sàn thay đổi, hoặc là đối thủ ở trên các sàn rất là đông, nên là chúng ta một ngày nào đó những sản phẩm của chúng ta không còn hấp dẫn, gian hàng của chúng ta không còn thú vị nữa thì sao? Cho nên là nếu không có website thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Thực tế là Nam đã quen rất là nhiều anh chị em gặp đến Nam để thuê thiết kế website thì đã có những cái câu chuyện nói rằng là em có sàn thương mại điện tử nhưng có gian hàng, nhưng mà em vẫn phải làm thiết kế website, vì đơn giản là website là nơi mà em tự quyết định cái chính sách của mình đó. Em sẽ tự quyết định được chính sách của mình, được chưa? Và em tự quyết định giá cả mà em không cần phải ngó nghiêng xem là cái bên khác nó như thế nào. Website sẽ thay ta tư vấn sản phẩm và bán hàng người ta ngày đêm, không cần phải nghỉ. Trên website chúng ta có thể đăng được video YouTube, và điều đó giúp cho kênh YouTube chúng ta cũng phát triển, và chính kênh YouTube lại là một nguồn khách. Và đối với lại tên các sản
À thì sao? Chúng ta có đăng được kênh YouTube của chúng ta lên đó không ạ? À, hay là không đăng được ạ? À, câu trả lời là không đăng được. Ngay cả khi chúng ta để số điện thoại lên các sàn cũng không nghe, cũng không đồng ý, đúng không? Muốn gì để chúng ta để đặt website hay là đặt đường đặt video, đúng không? Nhưng mà đối trên website chúng ta được quyền làm tất cả những điều đó. Và các bạn có công nhận với Nam rằng khi mà chúng ta thấy một cái bên nào đó họ bán hàng thì mà có website thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là họ rất là uy tín không? Và chúng ta khi làm ăn với một bên nào đó mà họ chỉ có nick Facebook thôi, họ chỉ có Zalo thôi, họ chỉ có các cái gian hàng thương mại điện tử thôi, thì chúng ta có cảm thấy là đây là một cái bên đối tác lớn và đáng tin cậy không ạ? Nam cho rằng là không thể đáng tin cậy bằng khi có website được. Đấy, rồi khi có website chúng ta được khách hàng nhớ đến và mua lại, rồi khách hàng có thể nhớ đến thương hiệu chúng ta một cách lâu dài hơn. Đấy, rồi chúng ta được quyết định về giao diện chức năng của web phù hợp với cách cách bán hàng, chiến lược bán hàng của chúng ta. Ok, giờ ví dụ như vào chuẩn bị dịp Tết rồi, chúng ta có thể ra một cái chương trình khuyến mại gì đó. Ví dụ như bây giờ Nam xem nhá, Nam lấy giả sử một cái mẫu ở đây nhá. Thì đây cũng là một cái web của Nam. Đấy, và khi vào web thì Nam có thể tự quyết định được giá của Nam là bao nhiêu. Mấy cái phần này màu gì là Nam muốn là màu gì thì tùy Nam, đúng không? Rồi đây Nam muốn giá cả bao nhiêu tùy Nam, chẳng có ai bắt buộc được Nam cả. Nhưng nếu như mà Nam sử dụng các sàn ở dàn sàn thương mại điện tử thì Nam sẽ phải theo chính sách của họ, đúng không ạ? Nhìn hoặc là nhìn vào đối thủ để mà đưa ra giá. Ok chưa? Và đối với lại một cái website chúng ta có thể tự quyết định được rất là nhiều thứ. Và nói thật với các bạn là Nam từ năm 2010 Nam đã kinh doanh, Nam đã biết đến Google và sử dụng ở Google như là một cái công cụ, gọi là công cụ bắt buộc phải có khi mà Nam kinh doanh. Ngày hôm nay có lẽ là nhiều bạn chưa biết Trương Nam là ai, đúng không? Trước khi mà Nam đi vào nội dung chi tiết hơn đến cái buổi thứ hai liên quan quảng cáo Google, thì Nam xin giới thiệu một chút về bản thân nhé, để cho các anh chị em nào mà hôm qua chưa học, chưa biết Nam thì hôm nay có thể biết được một chút về Nam. Thứ nhất là Nam là tên là Trương Đình Nam, quê Thanh Hóa, sống tại Hà Nội, năm năm sinh là 1988. Nam đã từng sống và làm việc ở Viện Đào tạo Bách Khoa BKE ở gần Đại học Bách Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh. 2 năm, Nam đam mê Internet và thích chia sẻ. Nam là chủ sở hữu của kênh YouTube Trương Đình Nam. Đó, nếu như bạn nào hay xem những cái video liên quan đến SEO website, thiết kế website và quảng cáo Google, và quan tâm đến AI, AI đấy, thì chắc chắn là sẽ biết đến tên Trương Đình Nam này. Đó, rồi liên quan đến nhập hàng Trung Quốc thì Nam cũng sẽ có rất là nhiều video liên quan đến nhập hàng Trung Quốc, cách mua hàng Trung Quốc. Ok, và đồng thời thì Nam là chủ sở hữu của blog Trương Đình Nam, chủ website Internet. Chuyên môn của Nam là thiết kế website, SEO website, quảng cáo Google, bán hàng, chia sẻ và đào tạo, truyền cảm hứng về kinh doanh trên Internet. Đó. Và trong cái chương trình mà các bạn đang xem đây là Nam đang làm thêm một cái mảng nữa, đó chính là đào tạo, chính là cái phần là chia sẻ đào tạo truyền cảm hứng kết hợp công ty Unica. Rồi, chúng ta biết một chút về Nam như vậy để trong cái chương trình này chúng ta dễ nói chuyện với nhau. Nếu như ai muốn hỏi một cái điều gì đó nằm trong cái chuyên môn của Nam thì Nam cũng sẽ không ngần ngại chia sẻ cho các bạn, kể cả là cái điều đó không nằm trong cái nội dung. Ok chưa? Và để website chúng ta biến nó thành tiền thì chúng ta cần phải biết là bán hàng, cần biết tiếp thị liên kết, hoặc là chúng ta biết treo quảng cáo, biết viết bài VA, bài vệ tinh cho web, cho các kênh kiếm tiền, vân vân. Thì đa số trường hợp chúng ta sử dụng website để bán một cái sản phẩm hay là dịch vụ gì đó, đúng không ạ? Có thể là sản phẩm hay là một cái dịch vụ gì đó, có đúng vậy không ạ? Và ở đây ai đang bán hàng nào? Ai đang bán hàng trên Shopee? Ai đang bán hàng trên Shopee? Ai đang bán hàng trên website? Ai đã có website và đang sử dụng nó để bán hàng thì chắc chắn là cũng đang rất là quan tâm cách làm thế nào để mà bán được nhiều hàng nhất để có tiền, đúng không ạ? Còn những người mà họ không có một sản phẩm gì đó thì họ sẽ làm tiếp thị liên kết, giới thiệu sản phẩm cho người khác, hoặc là họ phải treo quảng cáo để kiếm tiền từ quảng cáo, họ viết bài VA để kiếm tiền từ viết bài, hay là họ làm vệ tinh cho các kênh kiếm tiền, thì website đó là phi lịch, là không có tiền.
nhưng mà những cái kênh này nó lại có tiền, đúng không ạ? Rồi. Rồi, Nam đã giới thiệu một chút về cái nội dung căn bản mà mọi người phải có, đúng không? Và bây giờ chúng ta đã muốn có website chưa ạ? Sau khi mà Nam hướng dẫn như vậy, chúng ta đã muốn có website chưa ạ? Ai muốn có website thì Nam sẽ hướng dẫn luôn cái cách để có website. Những ai muốn thì gõ chữ là tôi vào đây đó ạ. Sau khi mà Nam đã gần 30 phút, Nam chia sẻ với các bạn về cái ý nghĩa của website này, đúng không? Website là gì này, ý nghĩa của website này, rồi website kiếm tiền như thế nào, vân vân, theo cái cách nào, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã muốn có website chưa? Chúng ta đã muốn có website chưa? Nam thấy là đối với Nam, Nam kinh doanh cái gì, Nam công việc đầu tiên là phải nghĩ tên miền, nghĩ ra cái website, Nam sẽ bán như thế nào ở trên website. Còn đối với Nam, tất cả những cái kênh như là Facebook, TikTok, YouTube, Zalo, tất cả chỉ là vệ tinh của website mà thôi. Mô hình biến website thành tiền nhé. Đây là Nam chia sẻ của Trương Đình Nam. Đây, cái này là của Trương Đình Nam nhé. Nam sẽ chọn cách nào? Nam sẽ lấy website bán hàng làm trung tâm. Web bán hàng làm trung tâm. Tức là mọi cái nguồn traffic, mọi cái nguồn traffic đều là đưa về đây hết. Đấy, chiến lược của Nam là như vậy. Và đối với Nam, website nó giống như là một cầu thủ tiền đạo. Giống như một cầu thủ tiền đạo vậy đó. Là người có khả năng sút bóng tốt. Khi mà khách hàng họ đi vào website của Nam, họ sẽ có cái khả năng là họ trả tiền cho Nam rất là cao so với lại những cái cách khác. Cho nên cũng giống như là một cái tiền đạo, thì khi mà tiền đạo đấy đón được bóng thì tiền đạo đấy sút vào gôn thì khả năng cao là sút trúng vào gôn hơn là những người ở vị trí khác, đúng không ạ? Do vậy cho nên là Nam sẽ chuyền bóng cho tiền đạo. Nam sẽ chuyền bóng cho tiền đạo và vệ tinh của các tiền đạo của các tiền đạo này là ai? Đó là các tiền vệ, là trung vệ, là hậu vệ, vân vân. Đó là những người còn lại ở trên một cái đội bóng của chúng ta. Đấy, vậy thì ở đây có thể là và đây Nam sẽ có vệ tinh. Vệ tinh ở đây sẽ là Facebook. Vệ tinh ở đây sẽ là Zalo, vệ tinh ở đây sẽ là TikTok. Vệ tinh ở đây sẽ là YouTube, và YouTube là một cái kênh vệ tinh mà Nam yêu thích nhất nhé. YouTube là một kênh vệ tinh mà Nam thích nhất. Ok. Tiếp theo là Zalo thì không, cái ý nghĩa của vệ tinh này là không cao, chủ yếu là để liên hệ với khách hàng. Chủ yếu là để liên hệ, để chat với khách hàng mà thôi. Đấy, Nam xem là có cái nào giống giống một chút với cái biểu tượng nói chuyện. Đấy, ví dụ như thế này đi. Zalo, lấy biểu tượng này. Thầy có thể giới thiệu website của thầy được không? Các tính năng đặc biệt so với website thông thường. Dùng mạng xã hội quảng bá cho website của mình. Những cái này chúng ta sẽ bàn sau, vì đơn giản là chúng ta đang giới thiệu một cách chung chung thôi nhé. Tiếp theo là đối với website, đối với lại TikTok cũng tương tự như vậy, và ngoài ra đang còn các kênh còn lại. Đó. Tất cả đều chỉ là vệ tinh cho website mà thôi. Thì đây là một cái cách, một cái tư duy mà Nam đã ứng dụng từ rất nhiều năm nay, rất nhiều năm nay, và dường như là nó chưa có dấu hiệu thay đổi. Đó, người ta có thể bán hàng trên TikTok, nhưng mà TikTok cũng là nơi của người khác. Và thực tế, dù có TikTok nó có đang ngon lành thì bao nhiêu chăng nữa, thì một ngày nào đó nó cũng sẽ hết ngon lành. Cũng giống như là Facebook ấy, một thời cũng đã rất là ngon lành, nhưng mà đến một ngày nào đó nó cũng sẽ không còn ngon lành nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về quảng cáo Google, đúng không ạ? Chúng ta đã sẵn sàng đến cái buổi ngày hôm nay chưa ạ? 30 phút để chúng ta giới thiệu qua một chút về cái nội dung cũ, nội dung tối hôm qua. Nam xin lỗi, là nội dung tối hôm qua chính là nội dung về sale. Và đối với nội dung về sale thì chúng ta cũng đã học rất là căn bản, và tất cả mọi người cũng đã được học rồi. Nhưng mà có một số anh chị em trong buổi ngày hôm nay thì chưa học buổi tối ngày hôm qua, thì Nam chỉ nói sơ qua một chút thôi nhé. Đây, trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta đã học về sale là gì,
À, sale là gì? Sale sẽ giúp cho tăng trải nghiệm người dùng, rồi giúp giúp cho tối ưu kỹ thuật hơn và giúp cho người dùng hiểu được giá trị của nội dung đó. À, giúp cho Google hiểu được giá trị của nội dung đó và sắp xếp thứ hạng. À, sale là tất cả những cái gì mà giúp chúng ta bán được hàng. Được chưa? Nói tóm lại là như vậy. À, và vì sao nên sale thì buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã bàn rất là kỹ. Đấy, rồi làm thế nào để sale hiệu quả? Đây chính là cái nội dung mà hôm qua chúng ta cũng đã bàn. À, thì có ba cái yếu tố để mà Google sắp xếp lên top Google. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là theo on page và thứ ba là SEO page. Thì buổi tối ngày hôm qua chúng ta cũng không có đủ thời gian để nói thật kỹ. Đó, thì những ai mà đăng ký chương trình chuyên sâu, bạn Nam thấy là ngày hôm nay cũng đã được 8 bạn đã đăng ký chương trình chuyên sâu, thì để bàn rất là kỹ những nội dung này ở một mức là cao cấp hơn. Ngày hôm nay thì Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái quảng cáo Google nha. Về quảng cáo Google thì thứ nhất là chúng ta định nghĩa quảng cáo Google là gì, đúng không ạ? Rồi rất nhiều anh chị em đang muốn Nam chia sẻ thật là nhanh lên, đúng không? Ok, chúng ta đã sẵn sàng rồi, đúng không? Nam vẫn thấy là các bạn comment chưa được nhiều, comment chưa được nhiều. Các bạn có thật sự muốn không ạ? Thật có thực sự là hào hứng không ạ? Hãy là bấm là tôi muốn đúng không ạ? Hãy ghi thật rõ đi ạ. Nam thấy là có ba bốn bạn nói tôi muốn rồi, cái muốn này nó yếu quá, muốn này nó yếu quá. Đấy, em muốn này ơi, sẵn sàng. Đấy, bây giờ bắt đầu là mạnh mẽ rồi đấy. Đấy, mạnh lên để Nam cũng có năng lượng chứ, đúng không? Như bạn em si Thúy Nguyễn nói đó, những cái gì mà các bạn tương tác ấy sẽ giúp cho cái người dạy ấy, người ta cũng có thêm được cái nhiều cái cảm hứng để người ta chia sẻ thật nhiều, và chính chúng ta cũng đã mất thời gian rồi thì chúng ta sẽ nhận được nhiều cái lợi ích hơn. Thật sự là cũng có những người có thói quen là mở lên xem nhưng mà không có bao giờ tương tác cả. Thì cái điều đó nếu như mà không có thuận tiện lắm để bình luận thì chúng ta phải chấp nhận như vậy. Còn nếu các bạn đã nghiêm túc ngồi học rồi có thể tương tác được thì hãy tương tác cùng với Nam nhé. Ok, chúng ta đã sẵn sàng rồi. Quảng cáo Google là gì ạ? Là cái cách nhanh nhất để đưa website lên top tìm kiếm của Google, đúng không ạ? Thứ hai là quảng cáo Google là cách mà chúng ta tài trợ cho Google để website chúng ta được hiển thị trước người dùng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem cái quảng cáo Google nó hiển thị như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem một từ khóa này. Các bạn cho Nam một cái từ khóa đi. Các bạn cho Nam một cái từ khóa của các bạn đi. Các bạn đang muốn lên top với từ nào? Hãy gõ từ khóa đó vào ô chat đi. À, chả cốm. Chả cốm, bạn này nhắn nhanh nhất. Ok. Rất là nhiều từ khóa nữa nhưng mà chúng ta sẽ làm quen với từ chả cốm nhé. Đấy, khi mà chúng ta gõ từ chả cốm vào đây thì xem có ai chạy quảng cáo không nhé. Hiện tại thì Nam đang dùng cái nick này và nó không thấy xuất hiện cái quảng cáo nào. À, hình như là không ai chạy quảng cáo từ chả cốm phải không nhỉ? Có phải là không ai chạy quảng cáo với từ chả cốm không? À, không thấy ai luôn. À, bây giờ Nam sẽ dùng một cái từ khác nhé. Lắp mạng FPT nhé. Xem có ai chạy quảng cáo lắp mạng FPT không? Có, rồi, ok. Lắp mạng FPT chính là cái phần mà tài trợ này này. Chính là cái phần quảng cáo, chính là phần mà tài trợ. Thì chúng ta thấy những cái phần mà tài trợ như thế này, chính là phần mà phải trả tiền cho Google được xuất hiện ở đây, mới được xuất hiện ở đây. Và Nam hiện tại là Nam đang ngồi tại Thanh Hóa, là quê của Nam. Và chúng ta thấy rằng có một cái website là FPT Ninh Bình. À, chúng ta thấy ông này ông quảng cáo sai chưa? Chúng ta thấy ông này quảng cáo sai chưa? Chúng ta xem là FPT Thanh Hóa ông này đúng, ông này Nghệ An luôn. À, ông này có đúng không các bạn? À, vậy thì có phải là nếu như chúng ta không học một cái chương trình quảng cáo Google thì chúng ta sẽ quảng cáo sai giống như những người này phải không ạ? Chúng ta thấy những người này có sai không ạ? Và nếu như bây giờ Nam thấy như này và Nam không nhấp vào thì điều gì sẽ xảy ra? Thì có nghĩa là Nam không hài lòng với những kết quả tìm kiếm này, và cái điều đó sẽ bị Google đánh giá thấp quảng cáo này và từ đó sẽ bị tốn tiền hơn trong việc chạy quảng cáo Google. Bạn rõ không? À, còn lắp mạng FPT siêu nhanh của cái ông này lại không xác định là nơi nào. À, mà rõ ràng Nam ghi là lắp mạng FPT và biết là Nam ở Thanh Hóa rồi đúng không? Thì phải hiển thị ở đây mới đúng, hiển thị luôn Thanh Hóa. Thì ở đây có một bạn này Thanh Hóa này đã làm đúng này, đăng ký lắp mạng FPT Thanh Hóa và bạn này đã làm đúng. Vậy thì nếu như
mà chúng ta biết chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ tạo ra được một quảng cáo mà nó đúng với đối tượng khách hàng, và như vậy chúng ta mới có được khách hàng. Thông qua một cái ví dụ đơn giản như này thôi, chúng ta cũng đã thấy là nếu mà không học chúng ta sẽ gặp vấn đề. Chúng ta trả tiền cho Google chỉ là đốt tiền thôi. Từ mai Tết thì không thấy ai chạy quảng cáo này. Đó, mai Tết không thấy ai này. Từ thiết kế PowerPoint nha, có ai chạy quảng cáo không nha? Thiết kế PowerPoint không ai chạy quảng cáo. Trị mụn thì sao? Trị mụn thì không thấy ai chạy quảng cáo luôn. Bạn diệt mối Vũng Tàu đây này, chắc chắn là có này. Đó, diệt mối Vũng Tàu. Đây, Nam lấy một cái kết quả khác này, lấy một cái trang nào. Đó, diệt mối Vũng Tàu. Không thấy có người quảng cáo. Trên website của bạn có người quảng cáo hay không? Nếu mà Nam không thấy quảng cáo là các bạn đã làm đúng. Nếu như vậy thì các bạn đã làm đúng rồi. Vì Nam không ngồi ở Vũng Tàu nha. Nếu Nam gọi chị diệt mối không thì sao? Đó. Tức là nếu mà chúng ta có hiểu biết về chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ biết cách để chúng ta setup để mà không có nhắm đến những người mà không phải là khách hàng tiềm năng. Đấy, Nam xem ở khu vực Hà Nội xem nhé. Đây cũng không thấy này. Có người đưa cho Nam tự đặt trang trí nội thất đi. Rồi có người đưa cho Nam chữ thiền đã. Những cái đó thì ai quảng cáo các bạn? Đấy, thôi, bây giờ Nam lấy ví dụ như vậy thì các bạn cũng đã hiểu rồi. Quảng cáo Google chính là những phần mà liên quan đến tài trợ nhé. Chính là những phần mà liên quan đến tài trợ. Tức là phải trả tiền cho Google thì chúng ta mới được hiển thị. Được chưa? Tiếp theo là quảng cáo Google còn có một chức năng khác. Đó chính là cách mà quảng cáo video ở YouTube đến những người dùng YouTube. YouTube hay là YouTube đúng không? Quảng cáo ở video YouTube đến những người dùng YouTube, được chưa? Chào các bạn là cười bảo là lúc thì nói YouTube, lúc thì nói YouTube, đúng không? Đối với quảng cáo trên YouTube thì cũng sẽ sử dụng quảng cáo ở Google, và đó sẽ có chức năng cho chúng ta để chúng ta biết cách làm. Đối với quảng cáo Google thì chúng ta sẽ thấy rằng là có thể tìm, có thể hiển thị cái quảng cáo của chúng ta trên Google hoặc là đối tác Google. Họ sẽ hiển thị ở đâu đó trên Google hoặc là đối tác Google. Đây là hiển thị nhé. Thì chúng ta nói sơ qua một chút về Google như vậy. Ở đây có các loại quảng cáo Google, thì cái mà chúng ta vừa nghe đến là chúng ta biết ngay đó là quảng cáo tìm kiếm. Quảng cáo tìm kiếm thì có hai loại, một loại là nó hiển thị ra thông thường, còn một loại thứ hai là quảng cáo dưới dạng là sản phẩm. Ví dụ Nam gõ chữ là áo thun đi. Đó, thì những cái như thế này thì chính là quảng cáo mua sắm. Quảng cáo mua sắm tức là quảng cáo sản phẩm, và hay còn gọi là Google Shopping, quảng cáo Google Shopping. Và việc mà chúng ta setup như thế nào đó để chúng ta được hiển thị như thế này là một cái điều cực kỳ lợi, vì chúng ta chỉ hết, ví dụ như quảng cáo này chúng ta hết là 10.000 thì quảng cáo này đôi khi chỉ hết khoảng 1.000 thôi. Quảng cáo này đôi khi chỉ hết 1.000 thôi. Lý do là gì? Lý do là ít đối thủ cạnh tranh thì chúng ta sẽ có cơ hội được lên top với một cái từ với chi phí thấp. Ví dụ như bây giờ quảng cáo shopping này có rất là nhiều người chưa biết cách làm. Chưa biết cách làm thì không không lên được chỗ này, đúng không? Và mọi người chỉ dùng những cách như này thôi. Chưa biết cách làm thì đó là cơ hội của chúng ta. Mọi người không biết nhưng chúng ta biết. Đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ được hiển thị quảng cáo với một cái giá rất là rẻ. Giả sử như đi vào đây, người dùng thấy là có 198.000 và họ ở đăng ký, họ mua. Thì một đợt nhấp như này chỉ hết đâu đó 1.500 hoặc là 2.000. Rất là rẻ nha. Bây giờ chúng ta có thích quảng cáo Google Shopping này không ạ? Chúng ta có thích quảng cáo như này không? Chỉ hết có tính ra tiền nó chỉ chiếm khoảng 10% hoặc là 20% so với lại một cái lượt bấm ở phía bên này. Đó, chúng ta có thích không ạ? Chúng ta có muốn là website của chúng ta được hiển thị ở đây không ạ? Nếu mà muốn thì các bạn gõ số 1 đi. Các bạn tương tác đi. Có muốn, bạn Hoàng Trang có muốn. Và mọi người cũng rất là muốn được hiển thị ở đây.
Ở muốn được hiển thị ở đây thì chúng ta cần phải có biết cách, nếu không là thừa khách hàng gõ auto-tune thì chúng ta lại hiển thị những cái không phải là auto-tune. À, thì như vậy thì chúng ta lại cũng bị mất tiền. Được chưa? Rồi áo sơ mi nam đẹp, cái ông này ông đúng hay sai ạ? Nam thì nam mua áo áo thun, nam quan tâm đến áo thun. Còn ông này, ông lại đưa là áo sơ mi nam đẹp. Áo sơ mi có phải là áo thun không ạ? À, như vậy ông này quảng cáo sai rồi. Đúng không cả nhà? Nam thử xem nhá. Ông này quảng cáo sai rồi. Nam cần mua áo thun, sau đó kết quả nó lại ra là áo này. Các bạn thấy không? À, thật là đáng tiếc đúng không? Đáng tiếc bên này đúng không? Và đừng cười họ, vì đây cũng có thể là các bạn thôi. Ở đây cho Nam hỏi là có ai đang chạy quảng cáo Google không? Và có biết là mình cũng đang bị như thế này không? Có bao giờ thấy quảng cáo của mình hiển thị nó không đúng không? Đúng không ạ? Có ai đang bị không? Đó là quảng cáo hiển thị hay quảng cáo tìm kiếm? Cái này gọi là quảng cáo tìm kiếm. Quảng cáo hiển thị và quảng cáo tìm kiếm khác nhau ở chỗ nào? Nếu như mà quảng cáo hiển thị, tức là khách hàng người ta không có chủ động, ví dụ như quảng cáo Facebook đi, thì đó là khi mà khách hàng không chủ động tìm kiếm cái gì ở cả, đúng không ạ? VnExpress đi, Nam vào một cái trang ở đây nhá. Quảng cáo hiển thị chính là quảng cáo mà người ta không tìm kiếm gì cả, và họ bị động trước những quảng cáo của chúng ta, giống như ta đang xem phim vậy đó, tự nhiên là có quảng cáo nhảy vào giữa. Thì như vậy đó là quảng cáo hiển thị. À, khách hàng không chủ động được việc là cái quảng cáo đó được hiển thị, à, không chủ động được. Tuy nhiên là ngược lại, đó chính là quảng cáo tìm kiếm, tức là người dùng phải thao tác một cái gì đó, phải tìm kiếm, thì Google sẽ đưa ra một kết quả phù hợp nhất, tốt nhất cho người dùng, đúng không ạ? Thì đây gọi là kết quả gọi là quảng cáo tìm kiếm, được chưa? Đấy, quảng cáo tìm kiếm là như vậy. Ở đây là cái việc mà khách hàng phải tìm kiếm thì nó mới hiển thị. Còn quảng cáo hiển thị là khách hàng được nhìn thấy quảng cáo. Họ được hay là bị nhìn thấy quảng cáo. Ngay cả khi họ không muốn. Đấy, có nhiều khi chúng ta đọc những cái bài báo thì những cái lượt những cái lần che đấy, họ che màn hình, che cả màn hình chúng ta luôn. Điều đó thật là vô duyên đúng không? À, chính là những quảng cáo hiển thị đó. Nhưng mà quảng cáo Google thì văn minh hơn rất nhiều. Quảng cáo tìm kiếm ấy, đấy chính là chúng ta chỉ cần set up như thế nào đó để rồi khách hàng tìm kiếm mà chúng ta xuất hiện một cách tự nhiên những cái điều mà họ cần, thì như vậy chúng ta được lòng khách hàng hơn và nó văn minh hơn rất nhiều. Được chưa? Quảng cáo video có bạn hỏi rằng là quảng cáo video ấy, cho em hỏi đối với quảng cáo video YouTube sau khi tắt quảng cáo thì traffic tự nhiên có giảm không? Sau khi tắt quảng cáo đương nhiên là traffic tự nhiên sẽ có giảm. Thực tế là khi bạn chạy quảng cáo thì bạn đang trả tiền thì sẽ có thêm người xem, và bây giờ ý của bạn hỏi là không trả tiền nữa thì video đó có tiếp tục có người xem hay không, thì câu trả lời sẽ là giảm người xem, đó là điều đương nhiên. Còn sau đó cái video đó có phát triển được hay không, tức là video đó liệu có được đề xuất hay không, hay là video đó có được người ta tự tìm đến hay không, thì cái đó phụ thuộc vào nội dung video. Nếu mà nội dung video tốt thì nó sẽ có kết quả tốt như ý của bạn đang mong muốn. Còn nếu mà video kém thì bạn chạy quảng cáo thì bạn có khách, có lượt xem, bạn không quảng cáo thì không có gì cả. Cũng giống như vậy, ở đối với website cũng thế. Nếu như mà bạn chạy quảng cáo mà đầu tiên là website của bạn phải tốt trước, giống như hôm qua đấy Nam đã chia sẻ với các bạn rồi, SEO là nó giúp, nó hỗ trợ cho việc chạy quảng cáo. Đây, SEO là để hỗ trợ cho cả quảng cáo nữa. Nếu không có SEO, website thì mãi lệ thuộc vào quảng cáo mới ra khách. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có SEO nhá, nếu chúng ta có SEO thì chúng ta sẽ quảng cáo hiệu quả hơn. SEO giúp cho việc quảng cáo từ kênh khác về website được rẻ hơn, nhiều nhiệt độ hơn và hiệu quả hơn. Các bạn thấy không? Cho nên kể cả như việc chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta cũng phải tối ưu cái website. Có rất là nhiều website là chưa tối ưu nhưng mà đưa cho Nam chạy quảng cáo thì Nam vẫn luôn luôn là Nam từ chối. Có thể là phải họ phải trả tiền cho Nam, thuê Nam chạy quảng cáo đó, nhưng mà website của họ không ổn thì Nam sẽ đề xuất một cái chi phí để cho họ
sửa cái website. Nếu như họ không đồng ý sửa website, cứ để một website tệ như vậy để chạy quảng cáo, thì Nam có thể biết chắc chắn một điều rằng chạy quảng cáo sẽ không hiệu quả và họ sẽ không có cái lợi, không có cái lợi về lâu dài khi mà họ chạy quảng cáo, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải tối ưu website. Thì trong cái chương trình hôm nay thì Nam cũng sẽ liệt kê một số cái việc chúng ta cần phải làm. Vì sao nên quảng cáo Google? Thì chúng ta cần phải biết rằng có lợi ích trước mắt, chạy quảng cáo Google có lợi ích trước mắt. Thứ nhất là khách hàng đến từ Google rất là nét. Khách hàng đến từ Google rất là nét. Chúng ta có cảm thấy rằng là ở trên Facebook thì có thể có nick ảo không? Quảng cáo Facebook thì có thể có nick ảo, nick Facebook ảo, có nick Zalo ảo không? Đây có nick Zalo ảo không ạ? Cũng ít thôi, nhưng mà có đúng không? Có tài khoản Google ảo không ạ? Có ai lại về có ai mà không phải là người dùng thật nhưng mà họ lại vào Google họ tìm kiếm không ạ? Nó cũng có nhưng mà rất là ít, đúng không? Vậy thì đối với trên Facebook ấy, người dùng không thật, và khi chúng ta chạy quảng cáo đến những người dùng không thật, chúng ta vẫn mất tiền. Chúng ta vẫn mất tiền. Và khi mà chạy quảng cáo trên Google thì những ai mà tìm kiếm cái gì đó, đa số là người tìm thật, người 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 dùng thật, thì họ tìm kiếm và chúng ta tiếp cận họ, và họ sẽ có khả năng là trở thành khách hàng của chúng ta nhiều hơn. Bởi vì sao? Vì họ đang chủ động tìm kiếm cái gì đó. Giả sử như bây giờ các bạn đang chủ động tìm kiếm mua cái đồ trang trí Tết chẳng hạn, các bạn đang chủ động hay là các bạn chủ động mua một cái bộ quần áo thật là đẹp để đi chơi Tết chẳng hạn, thì khi đó bạn vào Google, bạn gõ chữ là, ví dụ như bạn gõ chữ áo thun đi, thì như vậy bạn sẽ nhìn thấy được cái quảng cáo của ai đó và khả năng cao là bạn sẽ mua hàng, đúng không? Và nếu như mà bạn đang lướt lướt ở đâu đó trên Facebook, bạn thấy có một hình ảnh một chiếc áo thun thì chưa chắc bạn đã mua, đúng không? Đôi khi là bạn sẽ bấm vào nhắn tin nhưng mà cuối cùng là bạn không chốt, cuối cùng là bạn không mua. Như vậy có thể kết luận rằng khách hàng ở trên Google nét hơn rất nhiều. Nếu như mà Nam kinh doanh nhiều cái sản phẩm mà có giá trị cao, Nam chắc chắn là Nam phải sử dụng website và Nam sẽ chắc chắn là sử dụng Google để chạy quảng cáo. Giả sử như một cái ngành ở bất động sản chẳng hạn. Bất động sản thì có nhiều người bảo là theo anh thì bất động sản chạy quảng cáo Facebook hay là website hay là Google, thì nói thật là tùy từng trường hợp. Ví dụ như là cái dự án bất động sản đó mọi người ai cũng biết đến rồi, thì chúng ta chỉ cần chạy quảng cáo Google thôi. Còn nếu như mà một cái dự án mà ở trên thị trường người ta chưa biết đến thì chúng ta cần phải chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo YouTube, chạy quảng cáo hiển thị nói chung, để cho người ta để nóng lên đã, để cho người ta ấm nóng lên đã, tức là nó một cách khác, nó một cách khác nhá. Lý do mà những người ở Google ấy, nó nét ấy, chính là gì ạ? Chính là khách hàng thuộc khách hàng nóng, hoặc ít nhất là khách hàng ấm. Còn những nơi khác ấy là họ đang là những ở nơi lạnh. Chúng ta biết đến ba khái niệm khách hàng rồi đúng không ạ? Nóng này, ấm này và lạnh này. Khách hàng lạnh là khách hàng mà chưa có nhu cầu, chưa có mặn mà với chúng ta, đúng không ạ? Chưa quan tâm. Còn đối với hàng ấm là có quan tâm một chút, có quan tâm một chút rồi, có thích rồi, nhưng mà chưa thấy cảm thấy là cần thiết, cho nên là họ cũng chưa chủ động tìm kiếm đâu cả. Nhưng mà đến khi mà họ đã chủ động tìm kiếm rồi, chứng tỏ họ rất nóng, đúng không? Họ đã chủ động tìm kiếm thì có nghĩa là họ nóng. Và chúng ta đang chạy quảng cáo Google có nghĩa là chúng ta nhắm đến những người họ đã thuộc cái nhóm là nóng, đúng không ạ? Chúng ta có đồng ý điều nào không ạ? Đồng ý, chúng ta gõ đồng ý đi ạ. Có thấy đúng, đúng mình nào nói đúng không ạ? Đúng rồi, nói tiếp nào. Đúng nhận sai cãi. Chúng ta chạy quảng cáo là chúng ta đang nhắm đến những người thuộc nhóm khách hàng nóng. Cho nên là khách hàng ở Google rất là nét. Ok chưa? Và khi mà khách hàng họ mua ở trên Google, họ là thuộc khách hàng nóng. Khách hàng nóng có nghĩa là họ cần, họ sẵn sàng là mua. Sẵn sàng mua và sẵn sàng nhận hàng. Được chưa? Tỷ lệ hoàn ở đây cũng sẽ thấp. Cho nên là tỷ lệ hoàn khi mà khách hàng mua ở Google cũng rất là thấp. Các bạn đồng ý không? Còn nếu mà chúng ta bán ở Facebook,
Đôi khi là lúc đó họ xem một cái video của chúng ta hay đọc bài post của chúng ta, họ cảm thấy là cảm xúc đi lên. Ừ, thì họ bắt đầu là bấm nhắn tin, sau đó là bị chúng ta chốt sale. Nhưng mà đến lúc mà hàng giao đến chưa chắc họ đã nhận. Họ sẽ bày ra những cái ví dụ như là em không có nhà, hoặc là một cái lý do nào đó để họ không lấy, không nhận hàng, hoặc gọi điện thoại không nhớ máy, hoặc là thuê bao, vân vân. Đúng không ạ? Rồi, thậm chí là ở trên Facebook còn có những người phá chúng ta đấy nhá. Họ sẽ sử dụng những cái tài khoản ảo để họ nhìn thấy quảng cáo của chúng ta, để rồi họ lại vào họ họ comment hay là họ nhắn tin để mà phá chúng ta nữa. Thậm chí là chúng ta giao hàng đi, cuối cùng là gì ạ? Giao hàng đi nhưng thật ra là chúng ta đang giao hàng cho một cái địa chỉ ảo. Cái nick mà nhắn tin chúng ta cũng ảo, mà cái đơn hàng mà chúng ta tạo ra đấy cũng ảo nốt. Thực sự là kinh doanh trên Facebook khó khăn các bạn nhỉ. Đó, nhưng mà khi mà Nam chọn website và Google thì Nam dường như là rất ít, cực kỳ ít những cái trường hợp như vậy. Vì chúng ta khi khách hàng đi vào website, họ phải thao tác, họ phải tìm hiểu rất là kỹ. Ngoài ra họ được xem những cái video của Nam ở trên YouTube, hay Nam bán cái gì Nam cũng sẽ quay quay sản phẩm nhé. Nam sẽ quay video về sản phẩm đó. Giả sử như Nam bán một thời là Nam bán camera, camera, thiết bị an ninh, đúng không ạ? Thì mỗi cái sản phẩm đó thì Nam thường làm một video, ít nhất là Nam làm một video và Nam đăng ở trên website của Nam. Và khi Nam chạy quảng cáo thì Nam đang chạy quảng cáo cho website, và đồng thời Nam cũng đang chạy quảng cáo cho cái gì ạ? Đố các bạn, Nam chạy một mà Nam được hai, đố các bạn đó là gì? Đấy, thứ nhất là khi Nam đặt cái video của YouTube vào cái trang web của Nam thì cái video đó là thay Nam nói cái lời gì đó để tư vấn cho khách hàng để cho họ mua cái sản phẩm này. Thứ hai là khi mà Nam chạy quảng cáo vào thì cái việc mà khách hàng biết đến website đó là một cái đành, khách hàng lại còn biết đến cả kênh YouTube của Nam nữa, và sau đó là họ sẽ trở thành người đăng ký kênh của Nam đó, đúng không ạ? Và như vậy đối với Nam, Nam chạy quảng cáo một nhưng mà Nam được hai, thực tế là Nam được ba. Thực tế Nam được ba. Cái được thứ nhất của cái việc chạy quảng cáo Google là Nam được khách hàng biết đến website, biết đến thương hiệu của Nam. Cái được thứ hai đó là Nam bán được hàng. Cái được thứ ba là kênh YouTube của Nam cũng sẽ phát triển, đúng không ạ? Chúng ta thấy là chạy quảng cáo Google ngon không? Nhưng mà dành cho những người nào thực sự là sâu sắc mới hiểu được những cái điều này. Còn những người người nào cảm thấy là hơi khó khăn một chút, website nó bị lỗi gì đó hay là gì đó không như ý, hoặc là thuê một cái đơn vị thiết kế website mà không như ý thôi, là bắt đầu là bỏ, quay lưng lại với website, quay lưng lại với Google. Đó là một cái điều thật là đáng tiếc nhé. Rất là đáng tiếc. Chúng ta chạy quảng cáo Google, chúng ta có lời hơn rất nhiều. Nói vuông một câu là như vậy. Ok chưa? Đấy, khách hàng ấm thì sao? Họ là sẵn sàng quan tâm. Quan tâm nhưng mà họ có thể là chưa mua ngay. Đấy, còn việc chúng ta biến khách hàng ấm thành hàng nóng thì đó là tùy vào cái đẳng cấp của chúng ta, tùy vào đẳng cấp của chúng ta, làm cho họ nóng lên. Đấy, còn đối với lại khách hàng mà không chủ động tìm kiếm thì sao? Khách hàng mà không chủ động tìm kiếm thì là khách hàng lạnh ấy thì sao ạ? Chúng ta buộc phải là dí quảng cáo vào họ, dí quảng cáo vào họ để cho họ xem, để họ biến thành ấm, để rồi là biến thành ấm ấy, rồi họ họ sẽ biến thành nóng, để rồi chúng ta bán hàng. Cá nhân em chỉ mua trên sàn trung gian như là Cam Đen Xanh Biển Sàn L, vì có trung gian nên có thể giúp hoàn lại tiền và khuyến lại sản phẩm. Đúng, nếu như các bạn mua hàng trên sàn có lợi cho người mua nhé. Mua hàng trên sàn thì có lợi cho người mua. Mà chúng ta đang đứng ở dưới góc độ là người bán cơ. Góc độ người bán trên sàn mà không phù hợp nhá, chúng ta được hoàn tiền. Thì đối với lại website thì sao? Thì lại tùy theo uy tín của từng website. Đa số trường hợp là người sử dụng website bán hàng là rất là uy tín. Đa số trường hợp như vậy. Đấy. Còn cái trường hợp mà làm website ra rồi để mà mất uy tín thì Nam thấy là cực kỳ là ít. Bởi vì chăm cho website đấy nó phát triển, nó mạnh là một cái điều đã rất là khó khăn. Để rồi đến lúc mà chỉ vì một vài trường hợp nào đó mà chúng ta mất uy tín với khách hàng thì Nam thấy là không có mấy người có tư duy như vậy. Và những người có tư duy như vậy thì họ sẽ tìm cái cách là chụp giật hơn, đó chính là sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác.
bạn rõ không? À, đó là cái lợi ích trước mắt. Còn cái lợi ích lâu dài, cái trọng cáo Google thì chúng ta sẽ có lợi cho sale. Đây là cái điều mà ai mà học cái chương trình buổi tối ngày hôm qua thì sẽ thấy rằng là khi mà chạy vào Google thì chúng ta sẽ mang lại những lượt traffic chất lượng, tức là những người thực sự quan tâm đến website sẽ được mời vào website, có đúng không ạ? Thì chúng ta chạy quảng cáo mà, những người họ đang tìm kiếm cái gì đó liên quan đến sản phẩm dịch vụ của chúng ta và họ lại đi vào website chúng ta thì đó chính là một traffic chất lượng, hay là một người dùng chất lượng, đúng không ạ? Và cái traffic chất lượng sẽ giúp cho giúp tăng thứ hạng sale nha. Traffic chất lượng sẽ giúp tăng thứ hạng sale rồi. Và khi mà sale chúng ta đạt được cái điều này thì điều đó rất là bền vững, rất là bền vững mà chúng ta hoàn toàn miễn phí. Như vậy ngày hôm nay chúng ta chạy quảng cáo để ngày mai chúng ta không cần chạy quảng cáo nữa. Về mặt lâu dài thì chạy quảng cáo Google để mai kia không phải chạy quảng cáo nữa. Và để có những điều đó thì chúng ta phải làm gì? Đây, đây chính là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải có. Thì Nam sẽ nói sơ qua một chút về lý thuyết, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào thực hành cơ bản, được không ạ? Thì rất là nhiều anh chị em chưa có chạy quảng cáo Google, chưa website, hoặc là có website nhưng mà chưa có cái nền tảng để mà phát triển website. Thì ở đây Nam sẽ hướng dẫn cho các anh chị em những cái cơ bản như thế này để giúp các anh chị em có một góc nhìn toàn diện, để rồi từ đó sẽ cân nhắc xem là có nên học một khóa học sale hay không, hay là có nên là học một khóa học quảng cáo hay không. Và từ đó sẽ Nam cũng sẽ cung cấp cho các anh chị em một cái chương trình chuyên sâu, nó thật là như vậy. Anh chị em nào kể cả là đang chạy quảng cáo cũng cần phải biết điều này, vì các bạn có biết không, đối với lại việc đối với công nghệ thì nó luôn luôn thay đổi. Ngày hôm nay thuật toán Google thế này, ngày mai nó lại khác rồi, đúng không ạ? Thì những cái mà chúng ta phải cập nhật liên tục như thế này là điều rất quan trọng, và những kiến thức mà chúng ta đã sử dụng có thể hiệu quả trong năm ngoái nhưng mà đến năm 2024 thì có thể không còn hiệu quả nữa. Đó, đó là cái điều mà chúng ta buộc phải học. Đó, đó là điều mà chúng ta buộc phải học nhé. Rồi, có sản phẩm ở đầu đầu tiên để chạy quảng cáo Google hiệu quả. Làm thế nào để chạy quảng cáo Google hiệu quả? Thì đầu tiên ấy là chúng ta cần phải có một cái sản phẩm dịch vụ tốt và có điểm khác biệt. Thì như buổi tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã trao đổi được, cũng nhắc đến một khái niệm gọi là USP. Thì có một bạn ấy đã comment là USP, là mình thấy là bạn ấy rất là hiểu về sản phẩm, hiểu về marketing. Có sản phẩm và dịch vụ tốt và khác biệt. Ví dụ như là nếu như mà được khách hàng biết đến thương hiệu chúng ta trước đó thì việc chạy quảng cáo Google sẽ hiệu quả hơn. Nếu người ta đã biết chúng ta trước rồi thì cái tỷ lệ mà bây giờ người ta nhìn thấy quảng cáo của chúng ta để rồi họ mua, tỷ lệ của họ cũng sẽ là cao hơn. Ví dụ như là 1%, tức là 100 người biết chúng ta và bây giờ lại chủ động tìm kiếm ở trên Google và bây giờ thấy chúng ta thì khả năng họ sẽ trở thành khách của chúng ta là 1%. Đây, Nam đang áng chừng vậy thôi nhé. Còn trong số tất cả những người mà biết chúng ta, trong số những người mà thích chúng ta thì sao? Nếu những người đã thích chúng ta rồi thì khả năng họ sẽ mua chúng ta là 20%. Ví dụ như vậy. Còn nếu những người đã tin chúng ta rồi và bây giờ họ có nhu cầu thực sự thì khả năng cao là họ sẽ mua là 70%. Đây là Nam, đây là những con số gọi là Nam áng chừng, lấy ví dụ cho các bạn thôi về cái mức độ quan trọng của cái việc mà được khách hàng biết đến trước đó. Cũng giống như Nam bây giờ, mọi người cũng biết đến Nam như thế này, thông qua kênh YouTube của Nam, thông qua những chương trình của Unica tổ chức như thế này, rồi thông qua các blog của Nam mà mọi người đã biết, thích và tin Nam rồi, thì đến khi mà Nam giới thiệu cho các bạn về một cái dịch vụ của Nam hay là một khóa học của Nam thì khả năng là các bạn sẽ mua rất là cao, đúng không? Còn nếu như mọi người chưa biết Nam, chưa biết gì cả, và trong cái buổi tối ngày hôm nay thì mọi người cũng chưa có trải nghiệm, bỗng dưng là Nam gặp mọi người, Nam nói mọi người là tôi có một khóa học gì đó thì khả năng cao là các bạn sẽ nói là no, say no, đúng không ạ? Các bạn sẽ không mua, trừ khi là các bạn đã biết, thích và tin Nam trước đó. Có những trường hợp là vừa vừa gặp cái là yêu ngay, có không? Có trường hợp là vừa gặp là yêu ngay vì họ có thể yêu từ những cái nhìn đầu tiên mà, đúng không?
rồi Rồi, có những người là như vậy. Ví dụ như là trước đó thì các bạn chưa biết gì Việt Nam cả, nhưng hôm nay các bạn được trải nghiệm 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ hôm qua đến bây giờ các bạn được Nam chia sẻ về rất nhiều điều và các bạn cảm thấy tin Nam rồi. Thì khi nào mà các bạn đã tin Nam rồi và cảm thấy có nhu cầu quan tâm đến chủ đề này thì khả năng các bạn sẽ là khách của chúng ta của Nam là cao, đúng không? Các bạn đồng ý không? Đấy. Thì thứ nhất là để mà quảng cáo hiệu quả thì đầu tiên chúng ta phải có sản phẩm dịch vụ tốt và có điểm khác biệt, và chúng ta nên được khách hàng biết đến trước đó. Cái này, cái tư duy này được áp dụng vào phễu marketing hay là phễu bán hàng nhé. Đó, cái người bán hàng bằng phễu là người ta sẽ đi theo cái cách này. Người ta sẽ tạo ra một cái phễu mà ở đó cái đầu phễu sẽ làm sao cho người ta biết thôi, làm cho người ta thích thôi, làm cho người ta tin thôi, và cuối phễu mới là lúc mà người ta bán. Các bạn rõ không ạ? Đấy, thì đây là Nam nói thật với các bạn là Nam phải chia sẻ với các bạn về tư duy trước. Nhiều bạn là chạy quảng cáo mà không có tư duy, cứ nghĩ rằng là chạy quảng cáo là cứ thao tác để rồi mà được một số cái lợi trước mắt, hoặc là các bạn có nhiều bạn là chạy quảng cáo đến lúc mất tiền mà không hiểu vì sao mình mất tiền, cứ kêu đến lúc mà mất cả tiền vài triệu hoặc vài chục triệu rồi bắt đầu mới kêu thầy Nam ơi giúp em, hoặc là anh Nam ơi anh có nhận dịch vụ setup quảng cáo hay không, thì lúc này mới gặp Nam. Thì đến lúc đó thì vừa vẫn phải mất tiền với Nam, đúng không? Vẫn phải đi học, vẫn phải thuê Nam dịch vụ nhé, vẫn phải học thôi, sớm muộn đều phải như vậy. Rồi cuối cùng là tiền vẫn bị mất. Đấy. Cho nên là nếu như Nam nói thật với các bạn là cái gì ăn thì nó cũng sẽ hết, tiêu cũng sẽ hết, nhưng mà cái học của chúng ta nó sẽ lâu dài. Mấy gì mà chúng ta đang được học ở đây là chúng ta đang được học về tư duy, và lát nữa chúng ta sẽ đi vào thực hành, đúng chưa? Các bạn có cảm thấy rằng là những cái tư duy như thế này là rất quan trọng không ạ? Nếu như bây giờ tại thời điểm mà 8 giờ rưỡi chúng ta đã có 1 tiếng trôi qua, mọi người nếu dừng lại ở đây thì mọi người có cảm thấy là buổi tối ngày hôm nay mọi người học được nhiều điều không ạ? Nếu như mọi người cảm thấy là học nhiều điều, hãy gõ cho Nam một cái điều gì đó đi, tuyệt vời đi, tuyệt vời học TV đi ạ. Hôm qua là các bạn comment hào hứng lắm, hôm qua các bạn comment liên tục luôn, và Nam cảm thấy rất là nhiều năng lượng. Hôm nay các bạn có vẻ như là trầm hơn một chút đấy. Nam xem có một số anh chị em comment nhé, trước khi mà chúng ta đến những nội dung tiếp theo nhé. Ok, các bạn đến với Nam từ rất là nhiều ngành. Có người thì ngành thẩm mỹ, có người thì trong ngành thiền, có người thì ngành trang trí nội thất, máy lạnh Daikin, giảm cân, trị mụn, cửa nhôm, diệt mối, bán mai, rồi lắp mạng FPT, rồi chắc là khóa học thiết kế PowerPoint, pin sạc, vân vân, trả cốm, đúng không ạ? Mọi người đã đến với Nam từ rất là nhiều ngành. Có bạn thì nói là em bán rèm nữa. Ok, tuy là mỗi người đến từ mỗi lĩnh vực khác nhau, nhưng chúng ta đều có chung mục tiêu, đó là làm thế nào để đưa website của ta lên top Google. Nói một cách khác là chúng ta sẽ tiếp cận những khách hàng đang ở đâu đó tìm kiếm cái gì đó ở trên Internet, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn nhé. Học thêm kiến thức marketing cơ bản nó là ổn. Thì những cái gì mà Nam đang chia sẻ ở đây cũng tương đối là marketing cơ bản đấy. Sản phẩm phải có USP và chính sách bán hấp dẫn. Chúng ta cần phải, trước khi mà chạy quảng cáo nhé, chúng ta cần phải xác định là chúng ta sẽ trao cho khách hàng những cái gì ngoài cái sản phẩm mà họ mua. Ngoài sản phẩm mà họ mua, chúng ta sẽ trao những cái điều gì? Đối với dịch vụ thì chúng ta có cái gì đặc biệt hơn đối thủ? Ví dụ như là chúng ta dịch vụ giặt là thì chúng ta có đến tận nơi lấy không? Dịch vụ giặt là chúng ta có mang cái tận nơi cho khách không? Dịch vụ giặt thì chúng ta có là miễn phí không? Ví dụ như vậy. Đó. Mà thầy dạy còn chi tiết hơn nữa. Cảm ơn bạn Mỹ Hiền nhé. Hiện em đang học digital marketing rất giống với thầy dạy, mà thầy dạy còn chi tiết hơn nữa. Ok, rất là cảm ơn bạn. Những cái gì ở đây là mình đã đúc kết xúc tích lại để mà giúp các bạn không bị mất nhiều thời gian. Còn không á, đi vào phân tích sâu nữa thì vì sao khách hàng thích, vì sao khách hàng biết, vì sao khách hàng tin, cái đó còn sâu hơn nữa đó. Rồi vì sao khách hàng lại sợ, vì sao khách hàng lại tham, vì sao khách hàng lại quyết định lúc đó, vì sao khách hàng quyết định sau, vân vân. Những cái đó thì đối với lại marketing ấy phải hiểu thật sâu, hiểu thật sâu, và cái điều gì có thể chạm được với khách hàng. Ví dụ như là Nam nói cả một cái buổi như thế này nhưng có khi chưa chạm được các bạn, nhưng mà đôi khi tự nhiên Nam nói về một cái điều gì đó, chỉ có một điều gì đó thôi, có thể khiến các bạn cảm thấy thích Nam, thì đó chính là điểm chạm.
Vậy thì việc của chúng ta khi mà chúng ta làm marketing hay chúng ta bán hàng hay là nói chuyện tư vấn cho khách hàng thì chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng ta hiểu khách hàng để chúng ta chạm vào đúng chỗ thì khi đó khách hàng sẽ yêu mến, sẽ thích và sẽ tin, sẽ mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta, đúng không ạ? Đánh đúng vào insight nỗi đau của khách hàng. Ok. Rồi, chúng ta đi đến phần tiếp theo. Chúng ta cần phải có một trang web chuẩn SEO, như buổi tối ngày hôm qua chúng ta cũng đã học rồi, chúng ta cần phải có một website. Nhưng mà có một website là chưa đủ, chúng ta cần phải có một website chuẩn SEO. Website chuẩn SEO là như thế nào? Là một website tốt, đúng không? Website tốt là website như thế nào? Là website chuẩn SEO. Trả lời như thế thì vòng vo quá nhà, đúng không? Là website có khả năng giúp giúp khách hàng hiểu sản phẩm và dễ dàng ra quyết định mua, đúng không ạ? Đó là một website chuẩn SEO. Tiếp theo là website như thế nào? Là website mà giúp cho Google dễ dàng thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu và đánh giá dữ liệu để xếp hạng, đúng không? Nói về website chuẩn SEO thì chỉ cần hai yếu tố này thôi cũng đã là bao hộ bao 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 hàm hết rồi. Đó, hai yếu tố này thôi chúng ta đã có website chuẩn SEO.